U23 Việt Nam giống như U23 UAE, Jordan hay Triều Tiên, đều không được tập làm quen sân thi đấu chính thức Thunder Castle trước khi bản đề vòng chung kết U23 châu Á 2020 khởi tranh từ ngày 10 tháng 1. Đây là quy định từ AFC để đảm bảo chất lượng mặt sân không bị ảnh hưởng và đã từng được áp dụng ở tất cả các giải đấu cấp đội tuyển của Liên đoàn bóng đá châu Á. Chính vì thế, ngay trước buổi tập chiều ngày 7 tháng 1 tại Buriram, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã được tạo điều kiện đi bộ trong khuôn viên sân thi đấu chính để làm quen với mặt cỏ, điều kiện sân bãi, tạo cảm giác quen thuộc cho các cầu thủ. Thực tế, khi đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự King Cup hồi tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng có biện pháp tương tự vì yêu cầu không được tập sân chính được Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra. Điều kiện sân tập, tình trạng thể lực, trạng thái sức khỏe của toàn đội đều rất tốt. Vì thế, các giáo án của ban huấn luyện ngay từ lúc khởi động đã được các cầu thủ thực hiện nghiêm chỉnh. Theo lịch mà AFC thông báo, đội tuyển U23 Việt Nam còn tập tại sân Trang Training cho tới ngày 9 tháng 1, chuẩn bị cho trận gặp U23 UAE. Trong khi đó, U23 Jordan chiều ngày 7 tháng 1 đã hủy lịch tập vào phút chót. U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuyển giờ tập từ 17 sang 19 giờ và U23 Triều Tiên cũng tập từ lúc 19 giờ. Chia sẻ trước buổi tập của U23 Việt Nam, tiền vệ Trọng Hùng cho biết, việc thầy Park thử nghiệm tôi ở vị trí thi đấu mới không có vấn đề gì lớn. Tôi cũng như các bạn khác trong đội đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì sẽ phải thích nghi để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ban huấn luyện giao cho. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải làm quen với mọi vị trí thi đấu khi được yêu cầu. Tất nhiên đá hậu vệ phải thì sẽ khác với tiền vệ cánh trái, nhưng cũng là đá cánh nên nếu tập trung tôi nghĩ mình cũng sẽ chơi được. Sau khi di chuyển đến Buriram, tôi cùng toàn đội U23 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt và tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới với UAE. Cá nhân tôi thấy thể lực và tâm lý đang tập trung và rất sung sức. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu sắp tới. Hiện tại chấn thương của tôi đã khá ổn, nhưng bác sĩ cho yêu cầu những cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương như tôi cần tập thêm để cơ có thể khỏe hơn và giảm nguy cơ tái phát chấn thương. Tại giải U23 châu Á sắp tới, Trọng Hùng là con bài vô cùng quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi anh được cho là sẽ thế vị trí của Trọng Hoàng tại đội tuyển quốc gia. Người đã giúp cho U22 Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có một phương án ổn định ở hành lang cánh phải. Sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế người Hàn Quốc, Xuân Trường sẽ tiếp tục ở lại xứ Kim Chi thêm một thời gian để tiếp tục điều trị phục hồi chấn thương đầu gối của mình. Theo như kế hoạch ban đầu, Lưu Xuân Trường sẽ trở về nước vào tháng 1 năm 2020 sau khi phẫu thuật thành công và điều trị 3 tháng tại Hàn Quốc. Trước đó, Xuân Trường gặp chấn thương trong buổi tập chuẩn bị cho vòng loại 2 World Cup 2022. Ngày 12 tháng 10, Xuân Trường bay sang Hàn Quốc cùng với bố và có buổi phẫu thuật thành công ở đây.